Chào mừng các bạn đã đến với kênh iCheckVN. Trong clip này, iCheckVN xin gửi đến các bạn những thông tin về bảng báo giá lăn bánh chi tiết cũng như là những thông tin cụ thể cho dòng Suzuki Super Carry Play Van, một trong những dòng xe tải cỡ nhỏ của hãng Suzuki đang có doanh số khá tốt tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Xuyên suốt video clip này chính là số hotline chính hãng. Các bạn có thể gọi ngay để nhận được cái bảng báo giá chi tiết, kèm theo đó là những cái quà tặng khuyến mãi tốt nhất khu vực miền Nam. Hiện tại thì Suzuki Super Carry Play Van là một dòng xe có cái mức giá lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm tháng 8 năm 2024 này là 288 triệu. Vì sao dòng xe này đang có một cái sức hút trên thị trường thì các bạn có thể điểm qua những cái thông tin như sau. Chúng ta thấy ở phần trước của xe nó rất là vuông vắn, gọn ghẽ, và đặc biệt cái dòng xe này thì có cái tính năng đó là có thể quay trở trong một không gian rất hẹp. Chúng ta có thể chuyên chở hàng hóa và quan trọng nhất là nó di chuyển 24/7, đặc biệt cho những cái cung đường mà nó đang có là cấm tải, bởi vì dòng xe này nó được thiết kế rất là gọn nhẹ. Các bạn không phải cần đầu tư một chiếc xe quá hầm hố nếu như chúng ta chuyên chở những cái hàng trong cái phạm vi nội thành. Đó là một trong những cái ưu điểm của dòng Suzuki Super Carry Play Van này. Nếu các bạn cần chuyên chở hàng hóa lớn hơn và chuyên dụng hơn thì chúng ta có thể xem cái video clip về chiếc Suzuki Super Carry Pro. Đó là một cái dòng xe tải to lớn hơn. Còn ở cái dòng Suzuki Super Carry Play Van này, với cái mức giá lăn bánh rất là phù hợp cho những cái mục tiêu chuyên chở hàng hóa và nhanh chóng thu hồi vốn, thì chúng ta có thể chọn ngay cái dòng Suzuki Super Carry Play Van này. Nên nhớ Suzuki là một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản và chi phí khấu hao cho dòng xe này là vô cùng tiết kiệm. Một chút nữa chúng ta sẽ xem chi tiết ở bên trong cái khoang xe, có thể tiếp cận hàng hóa từ cả ba cửa hai bên và đặc biệt là cửa sau luôn, rất là tiện dụng. Dòng xe này xin được phép nhắc lại, ở thị trường Hồ Chí Minh thì cái chi phí lăn bánh trọn gói đó là 288 triệu tạm tính. Các bạn hãy gọi ngay, gọi trực tiếp cho cái số này để chúng ta, số hotline xuyên suốt trong video clip, để chúng ta nhận được cái bảng báo giá chính xác nhất cũng như là những cái quà tặng khuyến mãi kèm theo. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục bước vào trong cái khoang không gian ở phần nội thất bên trong của dòng Suzuki Super Carry Play Van này. Như các bạn có thể thấy, cái dòng xe tải cỡ nhỏ cho chúng ta cái tiện dụng đó là cái khả năng chuyên chở hàng hóa đạt 580 kg và đòi động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhất của dòng Suzuki, động cơ F10A, đó là cái mã của động cơ. Dòng xe này nó tối giản trong cái không gian nội thất, vì vậy thì chúng ta sẽ tất nhiên là sẽ không quá lo về những cái chuyện hỏng vặt. Chúng ta vẫn có điều hòa này, chúng ta vẫn có những cái tính năng rất cơ bản để có thể giải trí, bắt được đài FM, rồi nghe những bản nhạc trên cái cung đường chúng ta làm việc. Và đặc biệt dòng xe này thì các bạn có thể thấy nội thất nó tối giản nhất có thể, nên chúng ta không phải bận tâm quá nhiều về cái sự hỏng hóc hay là cái chi phí nó đội lên trong quá trình sử dụng, khấu hao gì đã. Dòng xe này là tối thiểu để phục vụ cho công việc. Và như các bạn có thể thấy, trong cái không gian này chúng ta có vừa đủ tất cả những cái chi tiết cần thiết thì có thể di chuyển trong cái lúc mà chúng ta làm việc. Hiện tại trên thị trường thì dòng xe tải cỡ nhỏ này cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bởi vì cái phân khúc này thật sự là một cái phân khúc đang khá là sôi động. Như các bạn có thể thấy thì mới cái mức giá lăn bánh là 288 triệu ngay ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể cân nhắc để xem qua, lái thử cái dòng xe này cũng như là đưa ra cái lựa chọn phù hợp nhất. Mỗi tháng thì hãng Suzuki từng đại lý vẫn có doanh số khá tốt cho dòng xe này. Và tại sao nó như vậy thì các bạn có thể xem thực tế cái dòng xe để chúng ta cảm nhận và đánh giá tốt nhất cho cái dòng xe Suzuki Super Carry Play Van này. Và xin được phép nhắc lại thì iCheckVN sẽ tiếp tục cập nhật các bạn những cái phiên bản khác của những cái dòng xe tải của hãng Suzuki để chúng ta có thể có thêm những cái trải nghiệm. Nhưng nhắc đến thương hiệu Suzuki thì rõ ràng là những cái dòng xe của nó với độ bền, cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như là khấu hao thuộc dạng tốt trong thị trường Việt Nam, nên chúng ta có thể cân nhắc và suy nghĩ để chọn lựa. Các bạn có thể xem tiếp cái phần thùng hàng cũng như cái khoang
để chúng ta tiếp cận hàng hóa rất là tiện dụng. Đặc biệt là có những cái đèn cảnh báo, không sợ những cái va chạm rủi ro khi chúng ta ngừng lên xuống hàng. Như các bạn thấy, không gian mở tối đa và tất cả góc cạnh là vuông vức để chúng ta tối ưu hóa cái khả năng chuyên chở hàng hóa cho cái dòng xe tải cỡ nhỏ này. Với tải trọng chuyên chở là 580 kg, kèm theo đó là những cái điều kiện vận hành, thì rõ ràng Suzuki Super Carry Playvan là một trong những cái dòng xe có thể đáng cân nhắc khi chúng ta phục vụ cho công việc và nhanh chóng thu hồi vốn cũng như là cái chi phí đầu tư ở mức độ tối thiểu. Các bạn, ngoài cái phương án trả thẳng, chúng ta cũng có thể trả góp thông qua cái hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng, và cụ thể như thế nào thì các bạn có thể liên hệ số hotline xuyên suốt video clip này để nhận được cái thông tin tốt nhất. Còn bây giờ, iCheckVN xin cảm ơn các bạn đã xem đến phần cuối video clip và xin hẹn gặp lại trong những cái video clip chính hãng tiếp theo. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.